Ơi, em xin chào các cô chú anh chị đang đến với kênh YouTube tôi ở Nhật TV hàng Nhật chính hãng và trang web hàng Nhật giản đá.com. Em là Cảnh, em là chủ sở hữu kênh YouTube và trang web hàng Nhật giản đá.com cùng với trang Facebook hàng Nhật giản đá.com mọi người nhé. Hôm nay em cho mọi người đi cái cửa hàng này, nó cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó cũng rất là nhiều cái đồ hàng tầm, em nghĩ là tầm trung và cũng khá là đẹp. Thì mọi người quan tâm thì cứ xem qua một số cái loa cổ và đài cổ mọi người nhé. Đây là cái loạt đầu mâm than giá khá là bình dân đúng không ạ? Thì để chúng ta trải nghiệm những con này rất là đẹp. Victor QLA7. Nhìn cái màu này rất là đẹp đúng không ạ? Con này giá xấp xỉ 4 triệu bên Nhật mọi người nhé. Nó cái màu gỗ rất là mới. Mặc dù nó sản xuất rất là lâu rồi, 40-50 năm rồi vẫn còn đẹp. Phải nói là có thể là do cái người dùng với cả thời tiết bên Nhật nó cũng ổn đúng không ạ? Nó không quá là khắc nghiệt như kiểu Việt Nam mình. Khả năng mang về Việt Nam một thời gian nó cũng nhanh 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 xuống cấp hơn, mình nghĩ vậy. Đây cái này khá là rẻ này mọi người. Nó giá gốc của nó khoảng 10 triệu, bây giờ còn có hơn triệu 7 tầm đấy. 8.800 yên đấy ạ. Xấp xỉ vậy nhé mọi người nhé, tính đại khái chứ không em không tính chính xác được. Thì mọi người đang xem ấn thích video giúp em với nhé. Và cái trang Facebook hàng Nhật giản đá.com ở cái góc bên phải màn hình của quý vị anh chị ấy, thì mọi người vào Facebook của mình và tìm cái trang Facebook hàng Nhật giản đá.com, sau đó ấn vào thích cái trang Facebook đó giúp em, vào đó để tương tác nhắn tin nó dễ hơn. Đây ở phía sau, đây là phía sau cái loa karaoke nhé mọi người nhé. Đây là con Columbia. Lát em sẽ quay cái mác trước cho mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy không? Columbia này, công suất 100W. Họ ghi là loa karaoke, con này nhìn nó rất là ngầu luôn. Loa cây karaoke. Lát em quay phía trước cho mọi người. Còn cái trắng trắng này là cái cây Boss 55W rất đẹp. Lát em sẽ mua cây Boss này về. Đó. Đây. Đây là cái Sansui, tuner của Sansui khá là cổ. Tuner mà này. JBL Control 28 giá khoảng 5 triệu tư. Đây đây mọi người, có cái này là đài cổ này, con này cực kỳ cổ luôn chứ không phải là gì nữa. Nó có chân giống như kiểu cái tủ ấy mọi người. Có Victor mọi người nhá. Nó có hai loa hai bên và cái đường viền này chạy đồng rất là đẹp. Đó cái chân này, đó mọi người nhìn thấy không ạ? Chân như kiểu chân tủ ấy, thời xưa ấy. Nó nhìn rất là đẹp luôn đấy, cao khoảng 5-60 cm gì đó, em ước lượng vậy. Con này không được bảo hành ở Nhật nhé mọi người nhá, núm bằng đồng này mọi người. Cái này em nghĩ là mọi người lấy về để trưng, nhìn nó còn rất là đẹp. Nhưng còn nếu mà anh chị nào mà mang đi sửa, em nghĩ là vẫn chạy được đấy. Em nghĩ vậy thôi nhá. Vì ở bên Nhật họ không sửa chữa ấy. Con này có cả cái mâm than ở trong kìa. Đó, cái này nó là đa năng đúng không ạ? Đa chức năng. Nhìn đẹp không ạ? Cái meca còn bóng nguyên luôn, hai bên hồi là bằng ốp bằng cái chỉ đồng, nhìn rất là đẹp. Đó. Rồi, đây là một cái cassette của Sony có nhãn hiệu là TKA 3ES, có giá khoảng 9 triệu tại Nhật mọi người nhé, có một cửa băng. Nhìn hình thức còn rất là đẹp. Nhìn thức còn vô cùng đẹp luôn ý. Chúng em quan sát thực tế thì sẽ thấy là đẹp, còn mọi người nhìn qua màn hình thì có thể nó không được đầy đủ ấy. Đây là một con CD Yamaha CD 7100. Con này có hai cái hồi gỗ. Nhìn rất đẹp đúng không ạ? Nhìn nó hình thức nó rất là đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp. Giải mã này mọi người, Sony MDS ZA22ES, con này có giá khoảng 7 triệu tại Nhật. Đẹp không ạ? Giải mã của Sony khá nổi tiếng. Cái dòng giải mã mà không cần đĩa mồi ấy mọi người. Đây là một cái âm ly à. Âm ly của Yamaha mọi người nha. Giá khoảng 15 triệu tại Nhật. Giá gốc của nó khoảng 30 triệu. Lúc sản xuất đấy mọi người. Con này rất là cổ. Con này là AS1000 mọi người nhá.
Nếu anh em nào mà không hiểu về cái thông số của nó ấy, thì sẽ tra theo cái mã này sẽ ra sản xuất năm 2013 mọi người nhé. Vẫn còn bảo hành 3 tháng tại Nhật. Tất cả những cái sản phẩm em quay ở đây là sản phẩm mà đang có bảo hành. Có cái nào không có bảo hành thì em sẽ nói. Còn những cái mà đã có bảo hành ở Nhật tức là họ sẽ đã sửa đã kiểm tra trước khi họ nhập. Đây 1500 SE này mọi người. Giá khoảng 9 triệu. Còn đẹp lắm ạ. Đó, những cái hàng này là hàng còn sống nguyên mọi người nhé. Trước khi họ trưng lên đây họ đã check các kiểu rồi, họ nhập của dân ấy, họ check các kiểu rồi sau đó họ mới trưng lên. Onkyo 7 5705DC âm ly. Con này là con Pound âm ly của Crown mọi người. Pound 93D3. Wow, đẹp đấy nhỉ. Con này có giá khá là vừa phải. Đúng không ạ? Amcron Crown mọi người nhá. Power Omni. JBL là trung tâm. Studio 225C mọi người nhá. Giá khoảng 2 triệu 7 tại Nhật. Loa trung tâm ạ. Rồi chúng ta đi sang cái loạt này xem là có cái gì không. Lát nữa em sẽ cho mọi người xem cái loa Sansui cổ. Em thấy nó rất là đẹp. À đây đây mọi người, JBL. Con này là con tai voi 4425MK2. Giá ban đầu của nó khoảng 80 triệu, bây giờ còn khoảng 30 triệu. Hơn một chút. Hình thức vô cùng đẹp mọi người nhé. 4425MK2, con này có hai cái tai. Con này cân nặng cũng quá là nặng đâu mọi người ạ. Đây con loa trung tâm này sản xuất tại Anh nhưng mà giá vô cùng rẻ 900.000 mọi người ạ. Có thể là họ định giá sai, em chưa tra cái này nhưng mà em nghĩ là họ định giá sai so với cái thực tế của nó, vì những cái dòng mà sản xuất ở Anh ấy, mà bán tại Nhật này giá rất là cao mọi người ạ. Đấy con này có mẫu là mã là gì nhỉ? MS gì đây? 9500 à. Đó, đẹp lắm ạ. Nhìn cái núm của nó đã đẹp rồi. Đây là một là cặp Pioneer có chân mọi người nhá. Có giá khoảng 7 triệu tại Nhật. Cái gỗ này nhìn họ còn rất là long lanh và đẹp. Nhưng mà cái cân nặng của nó khá là cao nên là nếu mà anh chị mà ship về ấy, thì cái tiền cân nặng là cũng tương đối với cái con này. Nhưng mà nó rất là đẹp đúng không ạ? Đây là một đôi Victor SX 500 đúng không ạ? Limited. Con này cũng rất đẹp. Còn chân nguyên đúng không ạ? SX 500 Victor Limited Japan. Cái này cũng nặng phết đấy mọi người ạ. Có giá khoảng 5 triệu mọi người nhé. Đây. Đây là cặp Sansui mà em nói đến. Có cái ê căng của nó hơi cong cong. Sansui SP 1005 đúng không ạ? Đang có bảo hành 3 tháng, giá ban đầu của nó khoảng 14 triệu mọi người nhé. Sản xuất rất là lâu rồi. Để em bày căng cho mọi người xem. Nó một đường tiếng, hai đường tiếng, ba bốn năm đường tiếng gì đây, bốn ba đường tiếng và những cái lỗ thông hơi. Đây là cái chỉnh hướng này, chỉnh hướng âm đúng không ạ? Đấy, nhìn bên trong cái mặt nó cũng rất là ngầu đúng không? Em thấy rất là ngầu luôn. Có một số cái vết xước nhỏ nhỏ ở thành thôi, thì mấy cái này mình về mình gọi là đánh dầu rồi xử lý nó rất là đơn giản thôi. Đây cái chỗ ê căng nó hơi bị nứt nứt cái chỗ kia thì phải đúng không, nhưng mà không vấn đề gì, nó không bị vỡ bong đi là được, dán keo vào một phát là chắc luôn. Nói chung là còn rất đẹp, những cái vết nhỏ không ảnh hưởng, xử lý rất đơn giản. Đây Colombia đây mọi người, cái loa vừa nãy em quay phía sau ấy mọi người, loa cây karaoke 1700 mọi người nhé, SV 1700. Nhìn cũng rất là đẹp mọi người ạ. À, các anh chị nếu mà gọi cho em ấy, à nhắn tin cho em mà không thấy em trả lời ấy, thì mọi người gọi trực tiếp vào Zalo nhé, hai số Zalo 1, Zalo 2 và nhắn tin vào Facebook giúp cho em. Đây là cái bốt 121. Con này nó rẻ bởi vì là
nhìn nó cũng không được hoàn hảo lắm ấy, vì nó cũng một số cái vết bong bong ở chỗ cái hai cái hồi đấy mọi người. Chứ bình thường giá của nó đắt lắm. Đây có một đôi 201. Một đôi 201 có giá khoảng 2 triệu 7 ở bên Nhật. Sản xuất ở Mỹ mọi người nhé. Sản xuất ở Mỹ. Rồi mọi người đang xem video, ấn thích video giúp em nhé. Video sắp kết thúc. Đây đây, cho mọi người xem cái này. Cái này là cái Yamaha NS-SW901. Con này giá gốc của nó cực đắt, khoảng 50 triệu, bây giờ còn khoảng 17 triệu. Con này là subwoofer mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em. Thì đến đây thì em xin dừng video ở đây. Nó cũng siêu thị, nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều.